Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em một game hay là đại chiến như mình đây từ từ đường phố đây các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video, chúc anh em xem video về có like share hay đăng kênh đăng ký phải mình sẽ rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau đi cập nhật code dùng chung mới nhất của game hay là đại chiến anh em. Không biết là như thế nào nhưng thấy rất nhiều anh em nhắn tin bảo tôi là quay người qua code dùng chung mới nhất ngon lắm đấy ạ. Trời ơi, tôi chưa cập nhật các bạn. Anh em bảo em mở lại. Hôm nay là khai mở đấu trường Corinda rồi anh em, lần này tôi phải bắt kèo đấu ngay từ đầu các bạn. Mất công nuôi team rồi anh em, nuôi team ăn học đồ đầy đủ từ bữa giờ rồi. Lần này phải chơi tới bên luôn anh em. Xuống xác luôn các bạn. Ok, tem 2. Tem 2 thì đó, tem dâu đen. Đây. Đục Flamingo. Bố già. Đó, cháu này. Tem 3 đi tặng tem này các bạn. Em ba chạm trên này cũng không hợp lý lắm nhỉ, vẫn chắc là chơi tứ hoàng xanh rồi các bạn. Bớt tạm thời giờ chopper với cả Usopp hở giờ tầm này là ít người chơi lắm các bạn ạ. Quên đi ở mà chopper Usopp mà là tận diện thời đại hiện tại là chopper carrot. Chopper carrot là ít người chơi anh em mà đi theo không biết được nhiều. Hay để team này đi, trên là nghe có vẻ ổn rồi các bạn. Em dưới nào, em dưới tôi thêm này, em dưới là có nên thêm chopper và anh em, em dưới thêm chopper được này. Chạm ổn rồi, ok đó, ba team tôi anh em 35 cũ rồi. Đầu tiên chúng ta đi ra hốt quà anh em, sau đó nhận code đây anh em, quà thi đấu các kiểu anh em, hốt quà là được một cá mốt kim cương các kiểu anh em rồi. Hôm nay tôi có dự đoán code rồi, chưa tôi có làm video dự đoán code rồi, dự đoán code mới đây anh em, hay dự đoán như tiên thần các bạn đấy, một phát chuẩn ăn ngay anh em, có đây 0609 nói phát nào chuẩn phong ở đây anh em. Đấy, co đe 0609 luôn các bạn. Ok, em vô. Ô, ớt thì cũng ngon. Thế cũng khác gì tuần trước đâu mà nên nhưng mà như này là ngon anh em. 10 thùng bia là ngon rồi. 10 ca đá cường hóa 1500 kim cương nhưng ngon rồi. Đấy mà đây anh em, nói chung được thùng bia là ngon rồi các bạn. Tôi tưởng là cái gì khủng khiếp lắm, vẫn bằng tuần như tuần trước thôi anh em. Và chẳng biết này mở VIP code chiên như nhỉ? Nếu mà có thì chiều nay tối nay tôi sẽ là có clip về VIP code chiên. Mấy anh em có nhận cái VIP code chiên không? Có lại muốn làm series tặng VIP code không? Thông báo qua. Đấy có khi tặng người anh em lại kêu ạ. Đấy người lấy người không, người lấy thì em cảm ơn anh, người không thì quay sang quay rảnh. Nên là thôi tôi nhất tôi hỏi các bạn cho gió, anh em có lấy VIP code chiên thì comment để tôi biết nha. Ok đây meta đợt trước của tôi này anh em này. Đấy nhưng mà nay là không cần nữa bạn vì có hai luật rồi. Xem dưới này thì cho thêm đây bạn nữa. Trên team anh ba, team anh ba chơi được không ta? Đổi lên đi bạn, đổi team lên đi. Đổi team bố già lên đi các bạn. Nhiều nhìn thấy tôi sắp nhỉ nhỉ? Anh ba xuống dưới đúng không? À đây, Kazina đây anh em. Rồi, anh ba xuống dưới như này. Ổn chưa ta? Tạm ổn các bạn, chiến quá nào. Ôi lại khai đấu, khai mở đấu trường Corinda thôi anh em. Em lần này tuần này có lên được top cao một tí không ạ? Cũng hai đô Flamingo nhà đây anh em. Ôi trời. Quên hai anh luật chứ nội. Rồi anh luật của tôi. Rồi xong. Lại bị hóa đá rồi. Thẻ cầm team anh luật thế vẫn đi với cậu Delay vẫn có vẻ ok nhất các bạn nhỉ. Trận đầu này nghe có vẻ bay màu đấy anh em. Trận đầu này nghe vẻ bay màu bay mùi đấy. Vẫn hợp lý các bạn, tôi thấy vẫn nên cầm theo anh em. Ok, để ván sau tôi sắp lại. Em này vẫn nên cầm theo anh em. Cầm theo Delay. Vẫn đi kẹp theo meta hỏa đá vẫn là ngon nhất các bạn. Ôi. Gặp ngay quả này thì đau rồi anh em. Lại đau lòng rồi. Còn chưa kịp làm gì hết các bạn, tôi còn chưa kịp làm gì đồ bạn rồi, đồ bạn cứ nhanh ngửa người ra mà nằm rồi anh em. Đấy, bộ đồ nù đi với kết hợp anh em. Đó, anh nù đi đấm luôn. Rồi, anh ba sút luôn. Lộng cương xung thiên. Bên đồ bạn có cả Katakuri à? Nù tôi đấm nghe vẻ chứ đau lắm nhở. Ôi. Ôi, toang rồi bạn, toang rồi. Để sắp lại. Xem nào, nãy vừa lên 40 đúng không? 40 nãy hụt anh em. Kinh 22 mới bác được chiến cao quá.
24, 29, 22, 28. Toàn mấy anh em được kiếm siêu nhân thôi các bạn. Xem nào các bạn nào được kiếm ổn ổn không? Tôi vít cần nó lên phát nào. Ừ, các bác này đây anh em, các bác này được này. Đây, bật cháu này ra anh em. Mà không có bật này ra anh em này. Dây lây này. Nico Robin này. 54, 56 rồi. Bây giờ thay anh Luật vào stem dưới này anh em. Đây, bổ sung vào đây. Thay vị trí chopper. Để chốt ở đây anh em, thay này đi. Triển thử coi. Xem ổn hơn chưa. Đó, triển thử xem ổn hơn chưa các bạn. Úi giời, lại gặp tem anh ba rồi. Rumba. Ừ. Đừng làm một nháy. Đừng làm một nháy. Ui, cũng chỉ được hai nháy thôi à. Thế này thì cũng không hơn được bao nhiêu bạn. À, may. Ô, từ anh ba rồi bạn mở ấy rồi anh em. Chưa mở. Thì mở. Ui. Cho anh ba lên đây kiểu giờ tôi chơi kiểu như này các bạn này, đó chơi kiểu này các bạn, đó kiểu mất trận giữa thôi anh em bù lại được trận cuối ấy, kiểu vậy.
cho chắc ăn các bạn. Thế bên này chơi cho này cho chắc kèo. Hai đô Flamingo mới có kéo được cái trận này không anh em. Roma. Làm cho 4 nháy đi, 4 5 nháy đi. Úi giời, lại được 2 nháy các bạn thể. Luật nhà tôi ơi là luật nhà tôi. Chán thế nhờ. Hôm nào cũng vậy ạ, được 1 nháy 1 ạ. Úi giời, rồi ăn nó 7 cái. Đánh cho bạn không thấm không thốn này thì ăn uống gì. Ây chà, đấu trường Corinda lần này nghe chừng hơi thốn đấy anh em. Né lại phải pick lại tem đội anh em. Khả năng à, tôi lại phải pick lại tem đội lần nữa quá. Lại phải hủy bớt tướng đi anh em. Form cú nhiều quá mà. Cà rốt chopper chắc phải tạm biệt thôi anh em. Chắc phải chuẩn bị tạm biệt cà rốt chopper được các bạn. Bắt đầu lại phải suy nghĩ lại về việc nuôi team rồi đây anh em. Chúng ta chắc bây giờ à, tôi bây giờ phải bớt chopper cà rốt đi anh em. Để cho mấy cháu meta mới lên. Chopper coi nào. Bây giờ phải bắt chopper đi anh em. Mất một chopper này. Hai cà rốt này. Hai cà rốt cũng chưa mang mang đồ à. Sao mang món này. Cà rốt thiếu đồ hay sao mang món này. Mang món này còn hơn này. Này chắc phải vất đi thật sự rồi các bạn. Đó. Giờ chắc phải tạm biệt cà rốt chopper rồi anh em. Rồi cũng đẩy đặc thù lên cho mấy cháu này luôn anh em ạ. Rồi đành phải vậy đâu. Ok, nói chung thì clip này thì tạm thời thôi, kết thúc anh em tại đây nhé. Hẹn gặp mọi người clip theo của bạn dõi video kênh Từ Từ Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.